Nếu không muốn tốn tiền, cảm phiền, không bước vào cổng. Trời, mang khẩu trang làm sao thấy hình trời. Nước chanh, đây uống nước chanh. Âm châm nè. Ăn mở ra. Quay đây, bye bye. Chờ xí nữa, nắng xuống rồi. Mình ngắm hoàng hôn mà. Ngồi nước chanh. Tối chứ định. Còn sáng cho mà. Xíu một trời, xíu mất xíu này. Thì còn gắt. Mới làm đó. Dưới đó nó có cái chồi. Dưới đó là trồng hoa đó anh. Không. Trồng hoa nhưng mà mới thu hoạch. Phải đọc cái hàng chữ trên kia nha. Cái hàng chữ đó kìa. Đó. Rồi. Ngồi nhìn thung lũng. Cái lặng này lặng hai ba tuần. Tâm lý học nói là những người sống càng chậm là càng hạnh phúc. Cho nên em là quan điểm này chơi chậm chậm mà lâu lâu. Làm cả cho mình để đi ra đây đứng nhìn thung lũng nữa nè. Hộ nghèo toàn là nhà nghèo không, anh chị mới lên đây đó. Anh nhớ lái cái chữ hộ nghèo giờ em chẳng kể. Có xong có được đầy đủ. 5, 2, 4 là mình chết. Đập chứ. Mua thì sao ngò ăn hoàng thôi. Mấy ngày trời vậy. Dân lộn cổ xuống trừ đây ơi. Đây
xưa mình chơi mấy ảnh phim cái gớm nha. Chiếm đường luôn rồi. Lửa trại đâu, tối nay đốt lửa trại ha. Lâu cái ở đây một cái, trên nó một cái dưới này ba cái. Lâu lắm mới được cái cảnh đốt lửa trại như vậy đó. Không phải giỡn đâu, đốt lửa. Không ta bóng khoai lang nè, khoai lang nướng nữa. Tuyệt vời. Giận quá, uống đã. Cho hộp đá đi chứ. Alo, alo.